cặp này giỡn sừng á. Hợp nên nó gãy sung. Sung dâu à, cho chúng bắt cặp nha. Chào cả nhà đến với đàn cúng to bự của mình nha. Bây giờ chiều hôm nay, nguyên ngày hôm nay đến khoảng buổi chiều cho nên hôm nay từ sáng được những món này có tí xíu, buổi chiều bắt đầu là mưa suốt rồi. Bây giờ mưa liên tục trong từ sáng giờ, không có đi đâu, không có làm gì được, tính đi tính nấm món mình không có được thêm. Bây giờ cũng chiều rồi, bao giờ nóng rồi. Giờ bắt đầu tới đàn cúng lớn nè. Em sống nó thì tao mới gấp đâu sau khi cũng có công việc làm. Nhưng mà tính là đi sang cái mới cho cái nhà xem mà mưa quá. Và bây giờ tiếp tục công việc tất cả đi cái nhà. Cho mấy con bột giống vô cho nó xong giòn. Mình cũng đã chuyển hai con đủ ngày đủ giờ đủ lần cho nó vô cái khu nghỉ dưỡng này. Còn lại mấy cái con còn lại nó còn lên giống nên bây giờ tiếp tục cái to thôi. Cái cà phê nhỏ cho nó vô trước, vô trước gái bu quá trời. Cái đám lá ngoài mới mướn người ta chặt xong rồi cái này. Bây giờ trống lỏng luôn, quay cho cái nhà xem một cái khoảng rộng luôn. Hôm rồi có đám lá nó che hết á, nên nhìn nó tối giờ là sáng trưng luôn. Bút rồi nè, cũng tìm nhâm nữa đâu. Rồi, con tập cho nó tập với con kia rồi. Con khoái con mập tú này nè. Đeo con mập tú này nè. Để đây dành ăn hả? Rồi thả luôn hai con đực kia vô cho nó chơi với nhà. Con nào hay con đó chữ thư giãn nè. Nó ghép thì được thì tốt, không được hay sao. Trời mưa sơn và dơ quá. Đâu rồi? Vô đi. Nó biết chỗ sao, mỗi lần nó ra là bắt đầu đánh cháu lên khổ. Nó đòi vô. Vô đi con. Vô ngang. Hôm nay mới thả ba con được vô lần đầu tiên. Vô chung luôn. Mình con nằm đi đeo. Yeah.
từ thì nó không có từ từ liệt vô là bắt đầu hành thị với nhau. Cô lự hoàng động cũng nu bắt hai ba cặp liên tục luôn. Con bông nó cũng hai lần mà ngày nay nếu được nó là con nó vô được. Leo hoài không xong. Ba con cặp nó chia ra. Đây một cặp. Đây một cặp. Bên đây một cặp. Cái nhà xem sau khi chặt lá xong nè, cái giường mình nè, ngay chỗ mình có thể nhìn rất là xa, trong đây toàn là giường với giường nè, là một rừng dừa luôn, nhìn rất là xa được, còn mà có lá thì nó kia bớt. Đây là cái trại của mình nè, bây giờ cái trại của mình là chăn nuôi ở trong cái đông giường rẫy nên không có phiền với bà con, chứ cái con cúng này nó cũng làm ồn ào dữ lắm. Giờ là ba cặp thật khó quay quá, nó làm liên tục ba cặp này. Đó, ba cặp cua ba con, ba thằng đực cua ba con. Rồi, con bông này rồi. Cua hoài không sao. Ba con này chưa nè. Mình có con đó mới đẻ nó còn ốm. Còn con này mập, con này cũng lên giống này nè. Lung bông rồi. Sắp được rồi đó. Rồi, hoàn thành một cái buổi chiều chăm cúng hiệu quả với dép ba cặp tiếp. Ngày nào cũng hai ba cặp thôi nè. Tại vì con cúng hai ngày một lần. Những con nào mà mùi quá có thể liên tục. Nên ngày nào cũng ghép, tại vì cái chuồng mình giờ nó quá tải. Lên đến 4-5 con, 5-6 con lên giống. Đây là cái khu vườn có cái ống mối nha. Này mưa quá, ống mối nó không có ra không biết sao cốc thì không. Cứ ăn hái giờ nè, nó nhảy lên nó ăn nhóc rồi nó đi. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem clip của mình nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, bình luận, chia sẻ kênh của mình nếu thấy cái mô hình chăn nuôi của mình hấp dẫn nha. Cả nhà có thể bình luận để chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi. Mấy gánh ăn giờ nó đâu có sợ người á.
một khu rừng chống nắng. Cái con hero với anh cụ Lự là sao mà bây giờ nó sức rồi, còn con cọc phải sửa là chưa nhậu rồi. Hello cả nhà, xin chào tất cả các bạn yêu cúng nha. Hôm nay tiếp tục chăm cúng nè, phơi nắng. Trời ơi, cái đàn này nó ú toàn do đã ghê nha. Nay mở mắt cũng tương đối mà cái nó ú nữa mở mắt trễ nè. Con này mở mắt đây nè, cái con này con hí, mấy con mà ú lại mở mắt chậm, con này thì mở mắt lâu rồi. Đó, con này cũng mở mắt à, mắt mơ quyền rồi. Con này mở mắt đã quá đã luôn, ú nu nặng triệu triệu luôn. Con này cũng vậy, mở mắt luôn trái ghê cái nha. Con nào cũng lấy nè, ú nu nè, quá trời ú luôn. Nhủi nè, ui. Vàng đen. Đen, vàng, xô, trắng, xô, trắng, đen. Vài ngày nữa là nó ra là nó bò là chơi vui lắm mà nha. Có mấy con trắng này thương kìa, là nó hí yên mắt anh. Đây nè, có cái gì cơm trên đây vậy? Xếp hàng coi, một hàng, hai hàng, quên xếp một hàng chứ, một con hai con, số một đếm tới hết coi, nằm ngủ cũng phải có trật tự chứ, lá gì, đó, chơi dài nè, xì lì luôn, chạy xuống nè. Cưng ghê, cỡ này còn nằm y như em bé, còn nằm tâm nôi, bự tí xíu là nhôi bắt cóc bỏ dĩa luôn, bỏ vô chạy ra. Hai con đen nó không ăn hẳn gì hết, tao thui. Bây giờ trắng vàng, cam đen. Rồi, hơi phơi nắng như đây vô được rồi nha. Lết như bò như con sâu đó. Con đó làm thủ lĩnh à. Thủ lĩnh đội trưởng của mấy con này. Nên nằm ngang. Rồi, mọi người có cần thì có liên hệ mình số điện thoại Zalo, Facebook trên màn hình như thế này. Yêu thằng cúng thì nhớ cho một like, một đăng ký và một chia sẻ bình luận nha. Đây là đàn cúng, số lượng cũng khá khủng cả nhà, nhiều. Mà cúng nó thường hay sinh sản vô mùa hay sao? Có lúc thì không có đàn nào, có lúc 3-4 đàn, nên chăm mệt luôn. Con đực này.
Con đực này đã không? Nó bự hơn người ta. Nó vô nó giỡn, nó nằm nó giỡn à. Dễ thương hả? Ngáp luôn. Con này nó nằm dữ hay sao? Ủa nó nằm triệu luôn rồi phải. Ôi. Ôi, ôi, đã chưa uống nước nè, trời ơi, muốn lưỡng luôn. Trời ơi, sụp là gì mà muốn lưỡng bên đây dễ thương cái này nè nè. Quá đã, quá đã, quá đã, đã. Trời ơi, con này mà bắt về giỡn nó. Ghiền luôn. Ghiền luôn, con này là giỡn thoải mái. Cái loại giống lợp xưởng này rất là khỏe nên nó giận thoải mái. Giận với con này, cái con đó nằm lít lít. Nó nằm lít lít. Không giận nó nằm lít lít. Ôi. 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 Mấy con kia chưa biết giận, mới mở mắt à. Mới mở mắt là chưa đầy đủ nữa cả nhà. Nên chưa có chạy khoảng chừng 2-3 ngày nữa là nó chạy dẫn về thì thấy nó cái nằm đã không nằm đã không hai đứa này giữ em nè, vô chơi với em nè đó. Đi đâu nó cũng theo. Ôi cái con này thấy cưng quá à, chắc để lại nuôi luôn quá à, cưng ghê luôn á. Đã chưa? Ngủ ly bì luôn. Ngủ ngà ngủ ngực. Rồi cả nhà có cần cúng con, có nhận cúng con, có cần cúng cảnh thì liên hệ số điện thoại Zalo, Facebook trong hình nha cả nhà. Mình sẽ chia sẻ cho cả nhà những cái con cúng dễ thương, những con cúng thật là dễ thương để cả nhà về làm thú cưng nhé, làm bạn. Mấy con này làm bạn là nó đã lắm cả nhà, nó quấn với chân không. Mấy con ở ngoài trại của mình giờ ra. Gà trại nó quấn với chân mà bực luôn. Gà là nó đeo chân đi không được. Nó mến chủ luôn đó. Mấy con này nó hiếu động mến chủ với bắt chuột rất là giỏi. Tài tình luôn đó nha. Nuôi một con là sẽ không bao giờ có chuột đâu. Hai con này giờ là ký mấy luôn các nhà? Gần 2 ký, con này gần 2 ký. To lắm. Unu. Con này thì khoảng 1,5 ký. Con này to, con này đá lắm. Nó ăn dữ lắm. Nó ăn hết chung cái bầy nó là nó ăn. Nó ăn dữ lắm nên nó mập vậy đó. Sáng nắng nắng được tí xíu. Giờ bắt đầu chuyển mưa. Ôi ôi là lại con nắng rồi đó. Tranh thủ phơi nó tí xíu. Phơi cho nó ráo ráo người nó. Nó ăn xong bắt đầu cái nó quẹt lên nhau. Dư quá. Nãy là lau hết phần rồi nên cái lông nó ướt.
nó cắn giỡn nhằn nhằn. Trời ơi, còn có 5 kia ngoé con cổ ghê vậy. Nằm ngủ ngoé con cổ luôn. Cái gì vậy? Ơi, con này mới lần đụng nó. Thái thiệt chứ. Thái đụng mấy con này. Ơi, nè, 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 nè. Dạ, chơi với chú nè. Chắc bắt kiên hay con này ra chơi á. Hai con này cưng. Chứ mấy con kia đâu biết giỡn gì đâu. Thôi làm cái nền cũng được. Phum. Gì đây, chính gì đây nè. Ơi chụp tay tôi hả. Phum. Phum. Yờ. Yờ. Chú. Chú chú chú. Chú. Chu ghe đâu ở trong đây chơi đi, ghe chạy tùm lum ai mà giữ nổi. Ai giữ nổi. Chu 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 chu. Phùm phùm phùm. Chu chu chu. Phùm 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 phùm. Chu 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 chu.